một chiếc đồng hồ hoa quả như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như là một cây thước kẻ này. Mình có một chiếc compa, những cái cây bút màu nước như thế này, kéo này, một cây bút chì, và không thể thiếu đó chính là keo dán. Ở đây mình sử dụng là súng bắn keo nha. Mọi người cũng có thể sử dụng bằng các loại hồ dán, keo dán, băng dính, có thể dính được giấy là được nhé. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị hai tờ giấy màu, mình có màu xanh lá và màu vàng. Giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu vàng này trước nhé. Đối với cái tờ giấy màu vàng này, bây giờ mình sẽ cắt ra một hình tròn nha. Bán kính của hình tròn này mình sẽ để là 6 cm. Mình sẽ cắt hình tròn này ra nha. Như vậy là mình đã cắt xong này. Tiếp theo bây giờ các bạn sẽ dùng compa và xoay cho mình 12 cái hình tròn nhỏ nha. Hình tròn nhỏ mình sẽ để bán kính là 1,5 cm nha. Hai cái nữa. Giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Mình sẽ chia nó ra này. Mình sẽ cắt ra nha.
Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ sáu. Cái thứ bảy này. Cái thứ chín. Mình còn hai cái nữa nha. Sau khi mình đã cắt xong, giờ mình sẽ gắn nó lên cái hình tròn này nha.